Xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục ra biển để câu tôm tích các bạn ơi. Và hôm nay mình lại một lần nữa hướng dẫn cho các bạn cách nhận biết hang tôm tích nha các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết và cụ thể hơn nha. Thì lần trước mình cũng có hướng dẫn một lần rồi các bạn, nhưng mà nó không có được chi tiết lắm nha các bạn. Thì lần này mình sẽ cố gắng mà mình hướng dẫn chi tiết và rõ nhất cho các bạn xem nha. Rồi, bây giờ mình xin phép mời các bạn cùng theo mình đi tìm hang tôm tích nha. Đây các bạn, thì trước tiên mình sẽ chỉ cho các bạn cách nhận biết hang tôm tích ở trên cạn trước nha các bạn. Đó, các bạn thấy không các bạn? Nó có một cái hố sâu nhỏ và có một cái lỗ 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 màu đen nhỏ 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 nha các bạn, nằm ở giữa miền hang nha. Đó, mình sẽ đào lên cho các bạn xem này. Đó, các bạn thấy không các bạn? Đó, trên cạn thì nó sẽ như vậy nha các bạn. Rồi, tiếp tục một hang nữa này các bạn. Các bạn nhìn kỹ nha. Đó, nó sâu một xíu thôi các bạn. Rồi, nó có một chấm đen ở giữa, các bạn thấy không các bạn? Đó, các bạn thấy không? Một hang nữa nha. Rồi, tiếp tục nha các bạn. Cái này thì nó chỉ có một hố sâu nhỏ thôi các bạn, chứ nó không có chấm đen ở giữa nha. Các bạn nhớ để ý. Và các bạn mà thấy nào cái dấu hiệu nào mà khả nghi các bạn thì các bạn cũng cứ đào lên nha. Biết đâu có nha các bạn. Bên này nè các bạn. Đó, nó cũng có một chấm chấm đen ở giữa nhỏ nhỏ nha các bạn. Thì các bạn mà đi đi câu tôm tích đó các bạn thấy dấu hiệu mà khả nghi các bạn thì các bạn cứ đào lên nha các bạn. Tại mình đào cũng nhanh nè các bạn, không có tốn công lắm nha. Thì mình cứ thử nha các bạn. Biết đâu mình đào được thì sao các bạn. Rồi các bạn thấy các bạn trên mặt đất đó, không hề có một dấu hiệu gì hết nha các bạn. Rồi mình thử đào cho các bạn xem nha. Tiếp tục nha các bạn. Và nhìn kỹ nha, không hề có một dấu hiệu gì trên mặt đất hết nha các bạn. Mà tại sao mình lại biết ở dưới đây có hang tôm tích các bạn ạ? Thì các bạn có thắc mắc không các bạn? Rồi, nếu các bạn muốn biết thì mời các bạn cùng theo chân mình đi tìm những dấu hiệu nhận biết nha các bạn. Rồi, giờ chúng ta bắt đầu tìm nha. Thì đây là cách nhận biết hang tôm tích mà khó nhất nha các bạn. Các bạn muốn nhận biết các bạn thì các bạn phải đi đi theo cái mép của sóng biển nha các bạn. Cái chỗ nào mà sóng biển mà nó vỗ lên các bạn rồi nó rút xuống lại các bạn thì chỗ đó sẽ có một cái dấu hiệu để mình nhận biết nha các bạn. Thì cái chỗ nào mà có hang tung tích đó các bạn thì khi mà thủy triều đánh lên các bạn, nước nó lên bờ các bạn, lúc mà nó rút xuống các bạn thì cái chỗ hang tung tích đó các bạn nó sẽ khô trước tiên nha. Chỗ đó nó sẽ khô trước tiên. Những cái vùng đất xung quanh nó sẽ không khô nhanh bằng cái vùng đất mà có hang tôm tích nha các bạn. Thì các bạn phải vào quan sát từ xa nha. Đó, các bạn thấy cái nón của mình để lên nó các bạn. Bây giờ mình đi ra xa cho các bạn cùng quan sát với mình nha. Thì cái chỗ mà có hang tôm tích đó các bạn thì đất cho nó sẽ khô trước tiên. Và lúc mà đất nó khô các bạn thì nó sẽ có màu đen nha các bạn. Và các bạn thấy không các bạn? Nó đất nó màu đen khác hẳn với những vùng đất xung quanh nha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tới mình đào lên cho các bạn xem nha. Có phải là hang tung tích không nha các bạn? Rồi, giờ mình sẽ tới đào cho các bạn xem nha. Thì những vùng đất như vậy các bạn, tại nó có hang tung tích ở dưới các bạn, cho nên nước nó sẽ rút rất là nhanh các bạn ạ. Đó, các bạn thấy không các bạn? Có một hang tung tích nha. Rồi, giờ tiếp tục nha các bạn. Đó, các bạn nhìn xa xa thấy không các bạn? Thấy có hai vùng đất màu đen nhỏ tròn các bạn. Nó vùng đất mà nó khô các bạn, nó khô mà có hang tôm tích đó các bạn á thì rất là dễ nhận biết nha các bạn. Nó sẽ tròn và nó chấm đen nó sẽ nhỏ từ nhỏ tới lớn nha. Tại lúc đó là đất nó khô từ từ các bạn, nó khô từ tâm cái hang tôm tích đó các bạn, nó khô ra nha các bạn. Khô ra từ 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 lớn lên nha. Đó, có hang tôm tích hơn các bạn. Thì cái khả năng mà chính xác cũng không có cao đâu lắm đâu các bạn, có chừng 90% thôi các bạn. Tại có những vùng đất các bạn à, nó cũng cao, nó cao hơn cái vùng đất khác á. Cho nên nó cũng sẽ khô rất là nhanh các bạn.
đó, như chỗ này nè các bạn thấy giống hang tôm tích nhưng mà thực ra đào nó cũng không 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 phải nha, thì cũng có nhiều lúc mình nhầm lẫn nha các bạn. Rồi tiếp theo các bạn thấy không, các bạn có hai chấm đen tròn nhỏ các bạn thấy không đó. Cái này các bạn phải để ý sớm nha, chứ để ý trễ quá các bạn là lúc đó là đất nó khô giống nhau các bạn, là mình không có thấy được nữa nữa nha. Chỉ khi nào mà thủy triều nó vừa đánh lên các bạn rồi nó rút xuống á, là lúc đó là mình dễ thấy nhất nha các bạn. Đó các bạn thấy không, có hai hang nằm cạnh nhau luôn nha. Rồi tiếp theo nha các bạn. Rồi, các bạn thấy không, nó khô không các bạn? Mặc dù á, cái chỗ đó đất nó khô, nó cũng khô giống nhau các bạn, nhưng mà cái chỗ mà có hang tung tích đó các bạn, màu nó sẽ sẫm hơn nha. Và cái chỗ đó nó khô mà nó khô theo kiểu hình tròn các bạn, chứ không phải là nó khô mà méo tùm lum nha. Đó tiếp theo này các bạn. Bạn thấy không các bạn? Nó khô một chấm tròn rất là nhỏ, nhìn từ xa các bạn thấy một màu đen nhỏ nhỏ nha các bạn, nhỏ và tròn nha. Đó rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành câu một số hang tung tích cho các bạn xem nha. Nãy giờ thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn cách nhận biết các hang tung tích rồi đó các bạn. Thì ở ngoài biển thì chỉ có hai cách đó thôi các bạn, hai cách đó là thuộc dạng là khó nhất nha. Nếu các bạn biết mà hai cách đó rồi thì các bạn sẽ nhận biết hoàn toàn được các hang tung tích trên bãi biển nha các bạn. Rồi hy vọng mình sẽ câu được vài con tung tích cho các bạn xem để giải trí nha các bạn. Rồi rồi dính nữa các bạn ơi, mình kéo lên nghe nặng rồi nè các bạn. Đó và đã không các bạn, tung tích gạch nha các bạn. Thì cái này mình chỉ câu cho các bạn xem giải trí thôi các bạn, chứ mình không có bắt nha. Rồi mình thả nó xuống lại đấy các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ câu hàng này nữa nha. Đó thì câu tôm tích đó, rất là vui và thú vị các bạn. Thì để làm một cái đồ mà câu tôm tích đó các bạn cũng rất là đơn giản nha các bạn. Các bạn không cần phải đem theo cái gì hết nha, với cái này là ra biển nó sẽ có hết nha các bạn. Thì trước tiên các bạn cần tìm một cái vỏ ốc đinh nha các bạn, mà một cái vỏ mà nó vừa phải thôi nha, cũng đừng có nhỏ quá không, đừng lớn quá nha các bạn. Rồi mình sẽ tìm dây nha các bạn. Dây thì trên trên biển các bạn rất là nhiều, bạn sẽ đi tìm và nối lại từng khúc ngắn lại với nhau các bạn, và mình sẽ cột vô cái vỏ ốc nha các bạn. Rồi mình chỉ cần thả xuống hang tôm tích là được nha. Thì khi mình thả cái vỏ ốc xuống hang tôm tích đó các bạn, thì cái vỏ ốc các bạn, cái đầu nhọn của bạn nó sẽ đi xuống nha các bạn, và nó sẽ đụng đụng vào đầu con tôm tích nha, và khiến con tôm tích đó nó khó chịu các bạn, và nó sẽ trèo lên, nó sẽ tìm cách các bạn nó trèo lên cái vỏ ốc nha các bạn. Và khi nó trèo lên các bạn thì nó không có xuống được nữa nha, mình lúc đó mình kéo lên là dính nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ câu tiếp hang này cho các bạn xem nha. Thì khi các bạn mà thả cái vỏ ốc xuống hang tôm tích đó các bạn, mà cái vỏ ốc nó xuống càng sâu các bạn thì khả năng mà dính tôm tích càng cao nha. Tại phần lớn tôm tích đó các bạn nó sẽ ở cạn nha, nó không có ở sâu lắm nha các bạn. Nó dính rồi này các bạn. Thì các bạn kéo mà các bạn thấy khi nào mà nó nặng quá các bạn thì các bạn cũng đừng có ráng kéo nha. Lúc đó các bạn sẽ thả con dây lỏng ra một xíu các bạn, và mình sẽ kéo lên lại nha, là lúc đó con tôm tích nó sẽ lên theo nha các bạn. Các bạn đừng có nên cố gắng kéo, nó sẽ đứt dây nha. Thì nãy giờ mình cũng đã chia sẻ hết các cách mà để mình nhận biết hang tôm tích ở ngoài biển rồi nha các bạn. Thì chắc mình câu xong cái hang này các bạn, mình cũng xin phép phải tạm dừng clip tại đây luôn nha các bạn. Thì mình cũng cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Chúc tất cả các bạn nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha các bạn. Rồi hang này đã dính rồi nè các bạn. Rồi các bạn thấy các bạn lên rồi nha các bạn. Rồi tạm biệt các bạn nha.